các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi phóng thích blogger Nguyễn Lân Thắng, Việt Ấn bàn về hợp tác quốc phòng và sự hung hăng của Trung Quốc. Giới đầu tư nước ngoài thận trọng khi rót tiền vào Việt Nam. Việt Nam có khả năng tổ chức giải đua công thức 1 vào năm 2024. Trung Quốc nói kết thúc tập trận, nhưng máy bay, tàu chiến vẫn còn xung quanh Đài Loan. Mỹ, Philippines bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay. Nhật hết sức quan ngại về các cuộc tập trận Nga Trung. Hàn Quốc lên tiếng vụ tài liệu tình báo của Mỹ bị rò rỉ. Núi lửa ở Nga phun trào, ngày biến thành đêm. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, Ân xá quốc tế và Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ kêu gọi Việt Nam lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích blogger nổi tiếng Nguyễn Lân Thắng. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch nói trong thông báo hôm 11 tháng 4 rằng nhà cầm quyền Việt Nam chà đạp lên nhân quyền một cách có hệ thống bằng cách trừng phạt những người viết blog dũng cảm như ông Nguyễn Lân Thắng chỉ vì họ đã bày tỏ quan điểm của mình về chính quyền. Ông đồng thời kêu gọi các nước lên án tình trạng đàn áp tự do ngôn luận tại Việt Nam, một ngày trước khi diễn ra phiên xử kín ông Thắng ở Hà Nội. Trước đó, hôm 10 tháng 4, Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ kêu gọi Việt Nam phóng thích vô điều kiện cho ông Thắng, người mà các hoạt động ôn hòa cho nhân quyền tại Việt Nam đáng được hoan nghênh chứ không phải bị bỏ tù, theo ân xá quốc tế. Ông Thắng, 48 tuổi, người thường lên tiếng phản biện về những diễn biến chính trị kinh tế xã hội ở Việt Nam, bị bắt hôm 5 tháng 7 năm 2022 với cáo buộc làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước, theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Bà Lê Bích Vượng, vợ ông Thắng, nói với VOA. Vì thực ra là mà nói thì những cái quyển sách mà thu được ở nhà tôi thì đa phần là của tôi. Còn một số quyển khác thì họ ở trong cái kết luận điều tra thì không được công bố. Tuy nhiên họ ghi là trong kết luận thì có hai cuốn sách của Đoan Trang thì đều có cái lời đề tặng của Đoan Trang đối với cả anh Thắng. Còn đồng thời là có một số các cái video clip mà anh Thắng trả lời phỏng vấn với các đài nước ngoài thì cá nhân anh Thắng anh cũng trả lời rằng là những cái việc anh ấy trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài đấy là không vi phạm pháp luật và anh ấy không chống nhà nước. Ông Nguyễn Lân Thắng bắt đầu hoạt động từ đầu thập niên 2000 qua việc tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Ông phản ứng lại với động thái trấn áp thẳng tay nhắm vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bằng cách mở rộng phạm vi hoạt động sang các lĩnh vực khác như binh vực dân oan, chống cướp bóc đất đai, bảo vệ tự do tôn giáo, bảo vệ quyền con người, phổ biến pháp luật, v.v. theo Human Rights Watch. Trong nhiều năm, ông nhiều lần bị sách nhiễu, đe dọa, đàn áp, bị quản chế tại gia và bị cấm xuất cảnh. Việt Ấn bàn về tình hình gia tăng căng thẳng do sự hung hăng của Trung Quốc gây ra trong khu vực nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tới Ấn Độ trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 4, đáp lời mời của Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Kumar Dovan, truyền thông Ấn Độ đưa tin. Trong cuộc họp về hợp tác an ninh song phương ngày 10 tháng 4 tại New Delhi, hai bên làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tờ The Economic Times dẫn lời các quan chức nói. Trong các cuộc gặp tiếp theo với Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhanhar và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nityanand Rai, Đại tướng Tô Lâm kêu gọi tăng cường hợp tác để đối phó với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, chuyển đổi số, kinh tế xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu giữa người dân hai nước. Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của Ấn và là đối tác chính trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được đưa ra từ sáng kiến an ninh và phát triển cho tất cả các nước trong khu vực Ấn Độ Dương của Thủ tướng Modi. Việt Ấn chia sẻ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2016 và đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Ấn-Việt hướng tới năm 2030, trong đó tăng cường đáng kể phạm vi và quy mô hợp tác quốc phòng song phương hiện có. Giới kinh doanh nước ngoài không có thay đổi lớn nào trong đầu tư vào Việt Nam quý này sau khi dòng vốn đầu tư giảm trong 3 tháng đầu năm nay. Reuters dẫn kết quả khảo sát do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam công bố hôm 11 tháng 4. Chỉ số môi trường kinh doanh quý 1 cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hàng đầu của đầu tư nước ngoài, nhưng nhu cầu toàn cầu giảm và sự không chắc chắn về tình hình chính trị và pháp lý trong nước khiến hầu hết các nhà quản lý thận trọng.
Cuộc khảo sát tập trung vào các công ty và cá nhân châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam cho thấy 58% trong số hơn 200 nhà quản lý được khảo sát không có kế hoạch thay đổi kế hoạch đầu tư tại Việt Nam trong quý này. Việt Nam tiếp nhận 4,3 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quý đầu tiên, tức là giảm 2,2% so với một năm trước, theo dữ liệu chính phủ công bố cuối tháng 3. Đa số các nhà quản lý cho rằng Việt Nam nên tăng cường ổn định chính trị và cải thiện môi trường pháp lý để thu hút thêm đầu tư nước ngoài. 55% các nhà quản lý cho biết họ không mong đợi tuyển dụng thêm lao động trong quý này và 16% dự báo sẽ cắt giảm việc làm. Tuần qua, truyền thông nhà nước dẫn lời ông John Rockhall, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam cho biết, trong quý I vừa qua, kinh tế Việt Nam đối mặt với vô vàn thách thức như lạm phát tăng, đơn hàng từ các đối tác lớn như châu Âu, Trung Quốc, Hoa Kỳ giảm. Hàng ngàn việc làm đã bị cắt giảm trong năm nay trong ngành giày dép và may mặc của Việt Nam, một trong những trung tâm sản xuất của những công ty khổng lồ như Adidas và Nike. Việt Nam có nhiều khả năng tổ chức giải đua xe lần danh công thức 1 vào năm tới sau khi đã hụt mất lần tổ chức đầu tiên vì đại dịch COVID. Theo trang tin chính của Grand Prix, giám đốc điều hành của công thức 1, Stefano Domenicali mới dừng chân tại Hà Nội trên đường tới Úc để bàn với lãnh đạo Hà Nội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam về việc đưa một chặng đua tới Việt Nam vào năm 2024. Địa điểm tổ chức cuộc đua được biết là đường đua F1 ở Hà Nội, bao gồm một phần đường đua cố định và một phần đường phố của thủ đô. Trang tin của Brand Prix cũng cho biết Nam Phi cũng đặt mục tiêu trở lại giải đua vào năm sau. Việt Nam và Nam Phi đã nổi lên như những ứng viên nặng ký trong số các quốc gia được thêm vào trong danh sách tổ chức thi đấu giải vô địch thế giới công thức 1 năm 2024. Nếu Việt Nam được chọn, đây sẽ là giải công thức 1 đầu tiên được tổ chức tại quốc gia Đông Nam Á. Do nhu cầu rút bảo hiểm xã hội một lần tăng cao, trong khi các cơ sở chỉ nhận lượng hồ sơ hạn chế, nhiều người đã phải xếp hàng chờ từ 7-8 giờ tối đến rạng sáng hôm sau. Họ sẵn sàng mất võng trải bạc vạ vật nằm chờ xuyên đêm. Nghỉ được năm mấy rồi, vô lấy bảo hiểm, lấy tiền để bán cái số, tại cũng khổ lắm. Chồng mớ mắt mà, 100 ngày, tại vì ở đây nó lẹ hơn. Chứ chỗ chẳng như chỗ khác nó lâu lắm. Chỗ khác tới mấy tháng mình mới có tiền. Ở đây là vòng tới 2 mình làm cái vòng tới 2 tuần là mình có tiền rồi. Sáng sớm là lấy số lớn quá mình cũng đi về à. Đã đi là mấy đêm rồi đó. Đi mấy đêm mà đi 1 2 giờ khuya có khi 3 giờ mà lấy số lớn quá không nó không có việc cái số đó. Theo lời của bà Thơm, thì phía bảo hiểm xã hội mỗi ngày chỉ giải quyết có 20 số là hết giờ làm việc. Bảo hiểm này là tới số 20, làm tới số 20 là tới giờ rồi, tới giờ 4 giờ chiều rồi, 4 giờ rưỡi chiều rồi. Thì dành riêng cho mấy người mà già với có tật rồi nữa đó. Nên bảo hiểm mình cũng nhiều khi mình có mấy cô mấy chú đi trễ quá thì cũng rút số hai mấy, phải mai phải hoành lại, cũng nằm dùng lại như vậy, phải rút số lại mới được. Trong cảnh vạ vật hè phố đó, may mắn là đến nay chưa xảy ra sự cố sức khỏe nào của người nằm chờ. Lúc khuya vậy, lỡ khi nằm, lỡ người ta già, ta đột quỵ, ta chết đây rồi sao? Bệnh hoạn ốm đau đâu có biết, người ai cũng biết được, lỡ nằm trúng gió chết là sao? Lớn tuổi nhiều. Vẫn theo lời ông Khỏe thì nhiều hoàn cảnh neo đơn, họ đành phải mang theo con cái để ra đây nằm chờ xuyên đêm với hy vọng hôm sau có thể hoàn tất được thủ tục chờ nhận bảo hiểm xã hội một lần ở nơi mà công ty của mình từng làm việc. Nếu mà anh có gốc là anh về chỗ địa phương, chỗ mà hiện tại anh ở trên Long An là anh gốc rồi, mà gốc không được, nó chuyển kêu chuyển gì đây, à giờ là anh còn mắc nợ. Là muốn rút đó để trả nợ, chứ giờ cuộc sống giờ kiếm tiền khó quá, mấy công ty giờ phá sản nhiều quá mà đi kiếm công việc lại khó nữa, cho nên muốn rút bảo hiểm một lần để nhất là trả nợ cho hết số nợ đó, rồi còn nhiều vốn thì để làm ăn dự trữ lại để bệnh hoạn ốm đau gì con cái đi học hành đâu nữa.
Ông Khỏe than thở rằng với những ai vừa tranh thủ làm thủ tục bảo hiểm xã hội, vừa tranh thủ đi làm kiếm tiền thì còn cực hơn. Bởi đêm đêm ra chầu trực lấy số không được, nhưng ngày thì vẫn phải đi tìm việc mưu sinh. Máy bay chiến đấu và tàu hải quân Trung Quốc vẫn còn ở trong vùng biển xung quanh Đài Loan sau khi kết thúc 3 ngày tập trận, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết ngày 11 tháng 4. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chỉ trích Bắc Kinh về hành vi mà bà gọi là vô trách nhiệm. Một tàu chiến của Trung Quốc được nhìn thấy đang thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật gần eo biển Đài Loan ngày 11 tháng 4. Trung Quốc bắt đầu tập trận hôm 8 tháng 4 sau khi bà Thái trở về Đài Bắc sau cuộc gặp ở Los Angeles với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy. Trung Quốc đã cảnh báo Hoa Kỳ chớ nên cho phép bà Thái Anh Văn đến thăm hoặc gặp ông McCarthy. Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo Dân Chủ Đài Loan về dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan phản đối mạnh mẽ các yêu sách của Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc loan báo vào tối ngày 10 tháng 4 rằng cuộc tập trận của họ đã kết thúc, nhưng Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay họ phát hiện 9 tàu và 26 máy bay của Trung Quốc đang thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan vào cuối buổi sáng ngày 11 tháng 4. Lực lượng không quân, hải quân và lực lượng phi đạn bờ biển của Đài Loan đang theo dõi và phản ứng chặt chẽ, bộ này cho biết. Chính phủ Đài Loan đã nhiều lần lên án các cuộc tập trận của Trung Quốc, nhưng cho biết Đài Loan sẽ không leo thang hay khiêu khích. Trong một thông điệp video được công bố ngày 11 tháng 4, Tổng thống Đài Loan đã chỉ trích các cuộc tập trận của Trung Quốc là sự vô trách nhiệm của một nước lớn và nói rằng chúng đã gây ra sự bất ổn ở Đài Loan và khu vực. Trung Quốc đã mô phỏng các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa Đài Loan trong cuộc tập trận, gửi hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 10 tháng 4 nói rằng 91 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến hành các phi vụ quanh đảo này. Cuộc sống ở Đài Loan vẫn diễn ra bình thường, bất chấp căng thẳng, không có dấu hiệu hoảng loạn hay gián đoạn và các chuyến bay dân sự quanh đảo, bao gồm cả qua eo biển Đài Loan, cũng không bị gián đoạn. Quân đội Philippines và Hoa Kỳ ngày 11 tháng 4 khởi động cuộc tập trận chung hàng năm mà các quan chức mô tả sẽ là cuộc diễn tập lớn nhất từ trước đến nay. Hơn 17.000 binh sĩ Philippines và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận Bali Khatan năm nay, tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng thủ trên biển và ven biển, đồng thời lần đầu tiên tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển, theo tuyên bố của lực lượng vũ trang Philippines. Cuộc tập trận của Mỹ và Philippines diễn ra ngay sau khi Trung Quốc kết thúc 3 ngày tập trận xung quanh eo biển Đài Loan. Trong khi lễ khai mạc cuộc tập trận diễn ra tại trụ sở quân đội Philippines, hơn 50 nhà hoạt động đã tập trung bên ngoài để phản đối cuộc tập trận chung giữa hai quốc gia. Ông Renato Reyes, tổng thư ký của tổ chức Bayan cánh tả, nói: "Cuộc tập trận không nhằm bảo vệ Philippines, không nhằm giúp Philippines hiện đại hóa. Nó thực sự nhằm thể hiện sức mạnh của Mỹ, và đó là chuẩn bị cho chiến tranh." Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích cuộc tập trận của Mỹ và Philippines. Bắc Kinh tuần trước nói việc Hoa Kỳ tăng cường triển khai quân sự ở Philippines sẽ chỉ dẫn đến căng thẳng hơn cho khu vực, sau khi Manila cho phép Washington tiếp cận nhiều căn cứ hơn. Cuộc tập trận Bali Khatan sẽ được thực hiện ở các vùng khác nhau của Philippines và cũng sẽ bao gồm huấn luyện trong các lĩnh vực hoạt động đổ bộ và hàng không, phòng thủ mạng, chiến tranh đô thị, chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo, thảm họa, lực lượng vũ trang Philippines cho biết. Nhật Bản ngày 11 tháng 4 công bố sách xanh về chính sách đối ngoại hàng năm, trong đó cho biết họ hết sức quan ngại về các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc và Nga. Quân đội Trung Quốc và Nga gần đây đã tăng cường tần suất các hoạt động chung gần Nhật Bản. Từ quan điểm an ninh quốc gia, chính phủ có những lo ngại nghiêm trọng về điều này và chúng tôi tin rằng chúng tôi cần phải theo dõi cẩn thận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phản hồi tuyên bố của Ngoại trưởng Nhật trong một cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, nói rằng Nhật Bản đang can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và rằng sự hợp tác của Bắc Kinh với Nga không nhắm vào bên thứ ba và rằng hoàn toàn tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế. Ông Uông nói Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản chỉnh sửa hành vi sai trái, làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực, ngừng khiêu khích và tạo ra đối đầu. Hàn Quốc ngày 11 tháng 4 nói thông tin trong tài liệu mật bị rò rỉ của Hoa Kỳ vốn dường như dựa trên các cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức an ninh hàng đầu của Hàn Quốc là không đúng sự thật và đã bị bóp méo. Một trong những tài liệu mật bị rò rỉ đó có thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức Hàn Quốc về việc Mỹ gây áp lực lên Seoul để giúp cung cấp vũ khí cho Ukraine
và điều này khiến người ta nghĩ rằng Mỹ có thể đã do thám Hàn Quốc, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, và khơi dậy sự lên án từ giới lập pháp Hàn Quốc. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo nói với báo giới rằng mâu thuẫn mới nhất này sẽ không ảnh hưởng đến liên minh Mỹ-Hàn khi ông khởi hành tới Washington trước chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ông Yoon dự kiến gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Washington vào ngày 26 tháng 4. Trong khi đó, một nhà phân tích cho rằng vụ rò rỉ không có khả năng gây tổn hại cho Mỹ và mối quan hệ của Mỹ với Hàn Quốc về cuộc chiến ở Ukraine. Tôi không nghĩ nó sẽ có tác động tiêu cực đối với Mỹ. Thay vào đó, nó sẽ làm cho sự hợp tác trở nên rõ ràng hơn với các quốc gia hoặc với các quan chức có lập trường hơi thụ động và sẽ khiến họ làm việc tích cực hơn theo cách cởi mở hơn. Một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Nga phun trào trên bán đảo Kamchatka, miền Viễn Đông nước này, hôm 11 tháng 4, tạo ra một đám mây cho bụi khổng lồ lên bầu trời, bao phủ các ngôi làng trong những đám bụi núi lửa màu xám và gây ra cảnh báo hàng không. Núi lửa Sverdlovsk phun trào sau nửa đêm và 6 tiếng đồng hồ sau đạt đến đỉnh điểm, phun ra một đám mây cho trên diện tích 108.000 km2, theo chi nhánh Kamchatka của Cơ quan Khảo sát Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Dòng dung nham tuôn ra từ núi lửa làm tan tuyết và đưa ra cảnh báo bùn chảy dọc theo đường cao tốc gần đó, trong khi các ngôi làng bị bao phủ bởi lớp tro xám dày tới 8,5 cm, mức cao nhất trong 60 năm trở lại đây. Hình ảnh cho thấy mây quét qua cuồn cuộn trên các khu rừng và các con sông ở vùng Viễn Đông này và các ngôi làng bị bao phủ bởi tro bụi. Khoảng 300.000 người sống trên bán đảo Kamchatka rộng lớn của Nga nhô ra Thái Bình Dương ở phía đông bắc Nhật Bản. Không có báo cáo ngay lập tức về số thương vong, mặc dù các nhà khoa học cho biết núi lửa vẫn phun trào 15 giờ sau khi bắt đầu hoạt động. Đội ứng phó hiện tượng núi lửa Kamchatka phun trào ra cảnh báo đỏ cho ngành hàng không, nói rằng hoạt động núi lửa hiện nay có thể ảnh hưởng đến các máy bay quốc tế bay thấp. Một số trường học trên bán đảo cách Moscow khoảng 6.800 km về phía đông này đã đóng cửa và người dân được yêu cầu ở trong nhà. Người đứng đầu khu vực thành phố Ust-Kamchatsky Oleg Bondarenko cho biết, Sverdlovsk đã xảy ra khoảng 60 vụ phun trào đáng kể trong 10.000 năm qua. Vụ phun trào lớn nhất gần đây là vào năm 2007. Núi lửa Sverdlovsk có hai phần chính, phần nhỏ hơn tên là núi trẻ Sverdlovsk và đã được các nhà khoa học báo cáo là hoạt động cực kỳ tích cực trong những tháng gần đây, với đỉnh cao 2.800 mét nhô ra khỏi núi giả Sverdlovsk vốn cao 3.283 mét. Hình ảnh một nhà thờ mà các gia đình gốc Việt ở ngoại ô thủ đô Washington thường hay lui tới trong lễ phục sinh năm nay rơi vào ngày 9 tháng 4. Hàng trăm người tới đây để cùng thưởng thức một bữa trưa nhẹ ngoài trời miễn phí bên người thân và bạn bè sau chương trình làm lễ mừng Chúa phục sinh. Và tất nhiên trong những dịp như thế này thì tâm điểm của những hoạt động ngoài trời dành cho các gia đình vẫn là cuộc thi tìm và nhặt trứng phục sinh của các bạn nhỏ. Tất cả đã đem lại một không khí rộn ràng và rất nhiều niềm vui cho những người tới tham dự. Dịch Covid cũng đã hết hẳn rồi. Bây giờ cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng mà năm nay nhà thờ tổ chức kết hợp với cả bên nhà thờ Mỹ, Hội Thánh Mỹ và Hội Thánh Việt Mỹ. Nói chung tổ chức rất là trang trọng và vui. Các cháu đang lượm trứng đời đầu. Rất là vui. Mọi người đến đông hơn. Và cái sự mà nóng cháy hăng say nó cao vội hơn. Nó nổi trội hơn ạ. Lễ phục sinh là một ngày lễ quan trọng tại Mỹ và thường rơi vào cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 hàng năm. Biểu tượng cho ngày lễ này là chú thỏ Bunny và những trái trứng phục sinh đủ mọi màu sắc. Thông thường dịp này, các cửa tiệm trên khắp nước Mỹ bày bán đủ mọi loại bánh kẹo mang hình ảnh ngày lễ phục sinh. Trong ngày lễ phục sinh thì các cửa tiệm thường đóng cửa để các gia đình bên nhau. Và đây cũng là thời điểm mùa xuân ấm áp nên rất phù hợp với các hoạt động ngoài trời cho mọi người. Các bạn trẻ cũng đi đến những cái nơi vui chơi, hòa nhau, tung hô nhau với là cũng là hợp với cái mùa ăn đào. Thế nên là người ta cũng thích đi ra ngoài khi mà thời tiết tốt để cùng hòa với nhau, cùng vui với nhau và tạo thêm những sự đầm ấm cho gia đình và bạn bè. Dù rất đông và rộn ràng với nhiều hoạt động, nhưng thường thì các chương trình chào mừng ngày lễ phục sinh tại các nhà thờ như thế này chỉ gói gọn tới sau bữa trưa để các gia đình có thời gian dành cho nhau với những hoạt động vui chơi khác trong buổi chiều và tối. Theo nhiều người thì thời tiết thuận lợi và cuộc sống hồi phục sau Covid
đã khiến cho dịp lễ Phục sinh năm nay thật đặc biệt. Sau hơn 2 năm đại dịch thì đợt rồi đó thì người ta vẫn đến nhưng mà còn rất là nhiều người e ngại trong năm 2022. Nhưng năm nay, năm 2023, dường như tất cả mọi người đều đã đến để tham dự một cách đông đủ ở trong chương trình Easter năm nay. Hôm nay thời tiết cũng rất là tốt để cho tất cả mọi người. Chỉ trong một buổi trưa mà hàng nghìn quả trứng do nhà thờ và các tình nguyện viên chuẩn bị đã được các bạn nhỏ tìm và nhặt hết. Trong mỗi quả trứng đầy màu sắc này thường là những món đồ chơi nhỏ, bánh kẹo hoặc một chút tiền thưởng may mắn. Dịp lễ Phục sinh cũng thường rơi vào kỳ nghỉ xuân kéo dài một tuần của trẻ con trong khu vực thủ đô nước Mỹ. Nên thực sự đây cũng là một trong những dịp lễ mà các bạn nhỏ hào hứng mong chờ hàng năm bên cạnh ngày lễ Giáng sinh và chào đón năm mới. Các lực lượng Ukraine đã giải phóng vùng ngoại ô Kiev này khỏi quân Nga vào ngày 31 tháng 3 năm ngoái. Các lực lượng Nga rút lui, bỏ lại những tòa nhà cháy rụi, xác người trên đường phố và những ngôi mộ tập thể. 1.374 người thiệt mạng ở vùng Kiev. Một năm sau, Bucha được coi là tâm điểm của những hành động tàn bạo trong chiến tranh của Nga. Thị trưởng của thị trấn đã đưa VOA đi bộ tới địa điểm của một ngôi mộ tập thể trước đây, nơi người dân địa phương chôn cất thi thể của những người thiệt mạng trong thời kỳ chiếm đóng của Nga. Thị trưởng Anatoly Fedoruk nhớ lại cuộc khai quật. Chủ tịch EU và các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng có mặt ở đó. Vào ngày khai quật đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ở đây. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, các thủ tướng của 5 quốc gia châu Âu và một ngày sau tại Quốc hội châu Âu, bà von der Leyen nói, tôi đã ở đó, tôi đã nhìn thấy nó. Ursula von der Leyen, lãnh đạo EU, gọi hành động của Nga là không thể tưởng tượng được. Here in Bucha we saw our humanity being shattered and it is... Ở đây tại Bucha, chúng tôi đã chứng kiến cảnh nhân loại lầm than và cả thế giới đang khóc thương cho người dân Bucha. Và họ là những người, như bạn đã nói, đang bảo vệ biên giới châu Âu, bảo vệ nhân loại, bảo vệ nền dân chủ. Và do đó chúng tôi sát cánh cùng họ trong cuộc chiến quan trọng này. Nhà thờ St. Andrew and All Saints vẫn còn nguyên dấu vết của các trận pháo kích. Cha Andrew Halvin quen rất nhiều người đã bỏ mạng. Ngôi nhà đối diện với nhà thờ là của một gia đình chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Donbass năm 2014. Họ đang cố trốn thoát một lần nữa. Xe của họ bị bắn, người chồng bò ra ngoài. Anh ta bị gãy chân, nhưng người mẹ và hai đứa con bị thiêu chết trong xe. Thị trưởng Fedoruk nhớ lại cách quân đội Nga chia cắt thị trấn, khủng bố người dân, không cho phép bất cứ ai rời đi. Họ bắt cả thị trấn làm con tin và biến nó thành lá chắn sống để làm bàn đạp tấn công Kiev. Viên thị trưởng cho VOA xem một địa điểm mà ông nói có hơn 100 thi thể không rõ danh tính đã được chôn cất. Ông nói rằng các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu những người tự hào khẳng định danh tính Ukraine của mình. Lùng sục từng con phố, chúng bắt đầu hoạt động thanh lọc theo danh sách tên và địa chỉ của người dân, tự do thực hiện mệnh lệnh từ lãnh đạo quân sự và chính trị của họ. Chúng tôi là một vùng ngoại ô Kiev, vì vậy rất nhiều người có tầm ảnh hưởng tới công luận, quan chức chính phủ, đương kim và cựu thành viên quốc hội sống ở đây. Những ngôi nhà và kho lưu trữ với những người Ukraine nổi tiếng trong thị trấn đã bị hư hại hoặc phá hủy. Thị trưởng cho biết 98% dân thường được tìm thấy đã chết là cư dân sống trong vùng. Gia đình họ đòi công lý phải được thực thi. Điều quan trọng đối với chúng tôi sau khi chúng tôi giải phóng lãnh thổ Ukraine rằng thế giới sẽ tổ chức tòa án quân sự. Cái ác phải bị trừng phạt. Một năm sau giải phóng, các nhà lãnh đạo, nghệ sĩ và người nổi tiếng thế giới vẫn đến Bucha để nhìn thấy bộ mặt của sự tàn bạo của Nga và tham gia kêu gọi công lý. Khi được chọn giữa hai cường quốc là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hầu hết công dân của 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN đều ưa thích Hoa Kỳ hơn. Các nhà nghiên cứu tại Viện ISIS Yusuf Isaac có trụ sở tại Singapore cho biết sự can dự ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong khu vực là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này. Vào năm ngoái, chính quyền Biden đã bổ nhiệm một đại sứ tại ASEAN. Vì vậy, đó là một mức độ cam kết khiến ông ấy được đánh giá khá cao ở ASEAN.
Sau đó, vào năm ngoái, Hoa Kỳ cũng đã triển khai IPEF. IPEF đã mang lại hy vọng cho các nước ASEAN rằng Hoa Kỳ đã trở lại. Hoa Kỳ đã khởi động IPEF, viết tắt của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng vào tháng 5 năm 2022, không lâu sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Trung Quốc ủng hộ có hiệu lực. Trong cuộc thăm dò về tình hình Đông Nam Á được công bố vào tháng 2, Viện ISIS Yusuf Isaac nhận thấy rằng hơn 1.300 người được hỏi thì 61% thích Hoa Kỳ hơn Trung Quốc, trong khi 38,9% thích Trung Quốc hơn. Năm ngoái, số người thích Hoa Kỳ thấp hơn ở mức 57% so với 43% của Trung Quốc. Tâm lý tiêu cực đối với Trung Quốc cao hơn ở các quốc gia mà Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ. Điều này có thể thấy ở Việt Nam và Philippines. Nếu được hỏi chọn giữa Mỹ hay Trung Quốc, chắc chắn hai nước này sẽ chọn Mỹ vì hai nước này có tranh chấp gay gắt nhất với Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, tại các quốc gia có đa số người Hồi giáo trong ASEAN như Malaysia, Brunei và Indonesia, Trung Quốc lại chiếm được nhiều cảm tình hơn. Đó là bởi vì các quốc gia Hồi giáo của ASEAN vẫn nuôi dưỡng tình cảm tiêu cực đối với Hoa Kỳ, quốc gia được coi là vẫn đứng về phía Israel trong cuộc xung đột Palestine-Israel. Shikha Prabhanawanityas, một nhà phân tích tại Đại học Paramadina Jakarta, Indonesia, cho biết ngay cả tại những quốc gia đó, sự bất an về Trung Quốc vẫn tồn tại, đặc biệt là về các vấn đề an ninh và những người được hỏi không ủng hộ việc đứng về phía Trung Quốc với cái giá phải trả là quan hệ với Mỹ. Indonesia jangan terbawa dalam diskusi ketika kita... Indonesia không nên bị cuốn theo những lo ngại kiểu như nếu chúng tôi quyết định hợp tác với Trung Quốc, điều đó có nghĩa là chúng tôi cùng hội cùng thuyền với họ. Không nên nghĩ như vậy. Chúng tôi đang làm việc với Trung Quốc vì lợi ích chung. Bên cạnh sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cuộc khảo sát của Viện ISIS Yusuf Isaac năm nay cũng đo lường quan điểm của người Đông Nam Á về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, điều mà hầu hết những người được hỏi đều lên án. Vua Charles và phu nhân Camilla tháng sau sẽ được đưa rước tới lễ đăng quang trên cỗ xe hoàng gia mới nhất và cỗ xe hoàng gia lâu đời nhất nước Anh trong một đám rước hoành tráng, nhưng sẽ ngắn hơn so với lễ rước của thân mẫu ông cách đây 70 năm. Cung điện Buckingham loan báo hôm 9 tháng 4. Vua Charles sẽ được trao vương miện tại tu viện Westminster ở London vào ngày 6 tháng 5 trong một buổi lễ hào nhoáng, xa hoa và lộng lẫy với những truyền thống có từ 1.000 năm trước. Cung điện đang dần tiết lộ thông tin chi tiết về sự kiện được cho là có một số điểm khác biệt so với lễ đăng quang của cố nữ hoàng Elizabeth vào năm 1953, chủ yếu là về quy mô, một phần do thích nghi với thời buổi hiện đại và một phần cũng do cuộc khủng hoảng vật giá đời sống hiện nay. Vua Charles và vương hậu Camilla sẽ được đưa từ cung điện Buckingham đến tu viện Westminster bằng cỗ xe ngựa dát vàng Diamond Jubilee Stagecoach, vốn được chế tạo để kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth II và được sử dụng lần đầu tiên vào năm 2014. Nội thất của cỗ xe bao gồm các mẫu đồ vật được lấy từ các tòa nhà và cung điện lịch sử, và trên đỉnh có đặt một chiếc vương miện mạ vàng được chạm khắc bằng gỗ sồi từ chiếc HMS Victory, một trong những kỳ hạm vào thế kỷ thứ 18 của Hải quân Hoàng gia Anh. Sau buổi lễ, họ sẽ xuất hiện trong đám rước của lễ đăng quang có quy mô lớn hơn nhiều so với hành trình đến tu viện Westminster, nhưng chỉ kéo dài khoảng 1/3 quãng đường 7,2 km mà cố nữ hoàng Elizabeth đã đi qua khi hàng triệu người tập trung trên đường phố London để chiêm ngưỡng. Vua Charles và vương hậu Camilla sẽ đi trên chiếc xe Gold State Coach 260 năm tuổi, vốn được sử dụng trong tất cả các lễ đăng quang kể từ thời vua William IV vào năm 1831. Cỗ xe dài 7 mét, cao 3,6 mét và nặng 4 tấn được kéo bởi 8 tuấn mã. Nhưng trong một bộ phim tài liệu phát sóng vào năm 2018, nữ hoàng Elizabeth II từng mô tả hành trình của bà từ cung điện Buckingham đến tu viện Westminster trên cỗ xe ngựa là khủng khiếp và nói rằng không mấy được thoải mái.